Dạ vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào đến tất cả các bác trong cái thời gian bán hàng cũng như là thời gian các bác mua hàng sử dụng ở bên cửa hàng Thắng Hoàng cũng như tất cả những cửa hàng khác thì gặp cái tình trạng là con vang. Ở đây thì Thắng Hoàng giới thiệu chung về cái mẫu vang mà rất là nhiều các bác đang hôm trước thôi thì Thắng Hoàng có gửi cho khách một con vang dòng vang X. Thì bác bảo mở ra, mở hết volume này tại sao nó vẫn bé, thì bây giờ thì Thắng Hoàng hướng dẫn cho các bác nhé. Nếu như nhận hàng thì bây giờ là thông thường là em sẽ cài đặt cái mức gain nó sẽ thấp đi một chút để các bác sử dụng nó phù hợp và nó an toàn. Những lúc nào mà nếu như các bác cần lớn, cần cái công suất, công sức phá loa thì các bác cứ liên hệ trực tiếp Thắng Hoàng hỗ trợ. Và trong video này Thắng Hoàng cũng sẽ hỗ trợ các bác để các bác nâng mức giới hạn của cái loa lên, nâng mức giới hạn của cái âm thanh, cái gain lớn lên thì các bác có thể mở đến mức độ loa có thể cháy luôn cũng được. Đó, bây giờ thì xin mời các bác hãy cùng Thắng Hoàng đi khám phá về cái cách để mà mình xử lý nhé các bác nhé. Thì ở đây là cái dòng vang X6, nhưng mà cái dạng X4 cổng đấy, nó là dạng có đèn nháy. Còn cái dạng X5 thì nó là cái mặt đèn trắng, mặt đen, tất cả các núm nó nhiều. Đây thì các bác chỉ cần tìm đúng theo cái núm như Thắng Hoàng hướng dẫn thôi nhá. Thì về cái chế độ MLMR là ở trong con vang X5 nó sẽ ghi là main out, MAIN. Các bác tìm đúng cái phím đấy, các bác nhấn nó cũng sẽ ra như này này. Các bác nhìn màn hình nhá. Nhấn một cái thì nó sẽ ra chế độ, các bác để chế độ sinh nhá. Đấy, nhấn cái nữa thì cái này là cái mức echo, mức revert và cái mức mic và music là Thắng Hoàng đặt 100. Thì nếu như các bác nào muốn lớn hơn nữa thì các bác di chuyển đến cái số 100 bằng cái hai lần nhấn nút up này cho nó tới cái dấu cộng. Đấy, và các bác có thể là tăng giới hạn lên. Cái này hình như tăng mát là 200, đúng rồi. Đấy, âm lượng sẽ cực mạnh. Còn nếu như không, đây là âm lượng cực mạnh mà khi nó ra loa các bác nhá. Đó, thì Thắng Hoàng thì không muốn nó quá lớn để nó bảo vệ thiết bị cho mình cũng như là bảo vệ thiết bị cho các bác thôi. Cho nên là em vẫn để cố định 100. Nếu các bác muốn dâng lên thì các bác chỉ cần dâng lên 130 hoặc 120 thôi. Đấy, và khi xong rồi thì coi như ta xong rồi thì cái khi mà em bán hàng em sẽ cài đặt chế độ chờ cho các bác. Chế độ chờ là gì? Chế độ chờ là chế độ cái giới hạn volume đến mức có thể, cao nhất đến mức có thể mà sử dụng bằng 3 volume, 4 volume mặt trước này. Và một điều nữa là cái giới hạn volume là Thắng Hoàng đặt các bác khởi động lên, nó chỉ nằm ở cái vị trí như vậy thôi, là âm thanh nó ra nó không có lớn luôn, không có giật mình, nó không có làm rầm mất. Vì là mình đang cắm nhạc nó rầm, cái nhiều khi loa nó chưa hoạt động đến lúc mà cái ngưỡng nó lớn nó dễ bị cháy loa. Thì bây giờ thì các bác có thể nhấn vào nó utility này. Utility là ở cái dòng vang X6 mà mặt kiểu này có đèn nháy kiểu này nhá các bác nhá. Còn con vang mà X5 thì các bác tìm cái chữ stem ấy. Đấy, stem thì các bác cũng sẽ nhấn vào, nó cũng y chang, nó hiển thị y chang như thế này. Đấy, music input này. Input là input cổng in 1, cắm đầu vào, gain là chúng ta nên để 0 để nó tránh cái độ vỡ âm khi mà các bác dâng cao lên. Đấy, nhấn tiếp cái nữa này, chế độ khóa màn hình. Đấy, nếu như mình đồng ý khóa thì mình nhấn di chuyển xuống cái nốt này mình chế độ on, nhưng mà nếu mà em bán hàng ra em cũng không khóa luôn cho các bác, để các bác tự về các bác cài đặt, cho nên em vẫn để chế độ off. Đấy, nhấn tiếp ra password để mình mở con vang, còn nếu như không đặt thì thôi. Đấy, nhấn đến bao giờ nó ra music start là cái chế độ khi mà các bác khởi động lên là nó sẽ nằm ở cái âm thanh nó sẽ nằm ở cái 45. Em sẽ giảm nó xuống. Đấy, giảm xuống. Tiếp tục nhấn một cái nữa. Music limiter. Limiter này là cái giới hạn lớn nhất mà các bác sử dụng được cái volume này, nó lên đến 84 hiển thị ở màn hình các bác nhá. Đơn giản như vậy thôi. Mic cũng vậy, mic start là cái chế độ khởi động lên, là nó hiển thị lên khi mà mình mới bắt đầu mình khởi động con vang. Đấy. Và tiếp tục nhấn, nó sẽ giới hạn lên là các bác có thể là vặn limiter mic lên đến 42. Tương tự như vậy, effect cũng vậy. Effect là echo gì vượt trộn lại, nó ký hiệu chung là effect. Thì nó em sẽ cài đặt chế độ mà cảm thấy mình cài đặt nó phù hợp.
echo mượt mà nó quyện với nhạc thì em đặt bao nhiêu em đặt như vậy. Còn nếu như các bác thấy thiếu thì các bác chỉ cần vặn cái nút effect này tăng lên thôi, tại vì em cũng đặt giới hạn nó lên đến ngoài 70 cơ. Đấy các bác nhá. Đấy, khi mà mình cài đặt chế độ xong rồi, mình chỉ cần nhấn 7 hai lần. Ok chưa? Cái này thì nhấn nút giết thì mình nhấn nút đau xuống này, đây là mũi tên lên này, xuống này. Mũi tên nằm ở vị trí trên này, mũi tên nằm ở vị trí dưới này, đồng ý lưu hay không? Nhấn ok, tôi đồng ý lưu. Đó, đã lưu vô cái mode mà các bác đang cài đặt. Như vậy thôi. Chúc các bác thành công xử lý con vang tốt, chứ tại vì nhiều bác cũng mua hàng bên em nhận con vang, bảo con vang nó mở nhỏ quá, trả lại hàng luôn cho em, mà thậm chí là còn không gọi điện lại cho em bảo là em ơi nó mở nhỏ như vậy, hướng dẫn hỗ trợ cho anh với. Tại em cũng muốn sử dụng cho một thiết bị bán cho các bác an toàn, và các bác sử dụng gia đình mình nó cũng bảo vệ được những cái đuôi loa, những cái cục đấy của các bác cho nó được an toàn hơn thôi. Chứ còn giới hạn đến mức nào, lớn đến mức độ mà các bác không thể nghe được, lớn đến mức độ mà các bác có thể là bị cháy loa luôn, thì các bác chỉ cần làm như vậy, như video hướng dẫn của Thắng Hoàng, thì các bác sẽ xử lý được ngay thôi mà. Nhá các bác nhá, chúc các bác thành công ạ. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp.